Bạn có biết rằng để lý giải cho bản tính mạnh mẽ ngang tàng của người Hải Phòng, có thể lần theo dấu tích của lịch sử. Xưa kia thì Hải Phòng là vùng đất sinh lầy ven biển do nữ tướng Lê Trân cùng với những thủ hạ của mình khai phá. Do nằm ở vị trí hiểm yếu nên hầu như là kẻ thù nào mà có ý định xâm lăng hay rút chạy khỏi nước ta đều sẽ phải đi qua Hải Phòng. Chính vì thế thì không khó lý giải bản tính mạnh mẽ của người Hải Phòng suốt cả nghìn năm qua. Trong video ngày hôm nay sẽ là những điều độc dị lạ và chỉ có tại Hải Phòng. Hãy đón chờ phần 3 súng hoa cải để biết sức sát thương dã man của loại súng tự chế này. Phần 4 thì là một vòng food tour đất cảng, hay thậm chí là tại mục thứ 8 của video là sư thầy bắt ma nổi tiếng đất Hải Phòng. Hãy thắt chặt dây an toàn và kính mời các bạn cùng du lịch đến xứ sở hoa cải đỏ. Đầu tiên phải kể đến đó là người Hải Phòng thì tính nóng như kem. Trong một tập thể rất dễ để nhận ra ai là người Hải Phòng, vì người nơi đây có khí chất rất là riêng. Điều này chẳng cần kể ra thì vẫn được cả nước biết đến là mạnh mẽ, nhưng mà cũng rất là thật, rất là chân tình. Thậm chí là còn cởi mở phóng khoáng với bạn bè, nên luôn được bạn bè anh em khắp nơi nể, yêu mến và cả sợ nữa. Bởi vậy mà không ai dám nhìn đều người Hải Phòng và phải cất nhẹ ánh mắt phán xét, không thì cũng quên lối về. Mặc dù vậy thì nhiều người lại cho rằng người Hải Phòng hay tự ái, và chính cái tự ái vặt này mà người Hải Phòng dễ nổi khung, dẫn đến ẩu đả nếu mà người nơi khác không may động chạm vào. Nhưng mà bản chất con người Hải Phòng thì không phải là sự hung hãn như người ta thường nghĩ, mà đó là sự chuộng nghĩa và chơi đẹp của một người quân tử. Lý giải cho tính cách con người Hải Phòng thì phải nhìn theo góc độ lịch sử và địa lý. Có thể thấy là vị trí địa lý và lịch sử phát triển tại đây khá là đặc biệt. Xưa kia, đây là vùng đất sinh lầy ven biển do nữ tướng Lê Trân cùng với những thủ hạ của mình khai phá. Do nằm ở vị trí hiểm yếu nên hầu như kẻ thù nào ý định xâm lăng hay rút chạy khỏi nước ta đều sẽ đi qua Hải Phòng. Thế nên nơi đây đã trở thành một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long ngày trước. Con người cũng từ đó mà phải trở nên mạnh mẽ, ngang tàng, tạo nên hình tượng đặc trưng gái Hải Phòng, trai đất cảng nổi danh. 2. Người phụ nữ 60 tuổi vẫn sinh con khỏe mạnh. Tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng cho biết là đã thực hiện thành công ca mổ đẻ cho sản phụ là Nguyễn Thị Mờ, 60 tuổi, trú tại xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng, sinh con gái một cách khỏe mạnh. Đây được coi là người phụ nữ lớn tuổi nhất đến thời điểm này sinh con tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Theo gia đình của sản phụ, hai vợ chồng bà đã có hai người con, một gái một trai. Nhưng mà con gái lớn thì định cư ở nước ngoài, còn người con trai không may bị tai nạn, qua đời vào năm 20 tuổi. Sau biến cố mất con trai, vợ chồng bà Mơ thấy cô quạnh nên ước mong là có thêm người con bên cạnh để mà vui cửa vui nhà. Nhưng mà do tuổi cao, khả năng có thai tự nhiên khó khăn. Sau nhiều lần đắn đo cân nhắc, ông bà trao đổi với con gái cùng những người thân trong gia đình và được tiếp thêm nghị lực từ sự ủng hộ của mọi người. Cả hai mới quyết định được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Trong lần chuyển phôi thứ hai thì thành công, thai kỳ phát triển thuận lợi và ngày 1 tháng 6, bà Mơ có dấu hiệu chuyển dạ nên trực tiếp giám đốc bệnh viện phụ sản Vũ Văn Tâm đã thực hiện ca mổ đẻ. Bé gái nặng 3,1 kg, chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. 3. Chắc chắn là bạn đã nghe đến súng hoa cải. Phải nói đất cảng là nơi đầu tiên xuất hiện nỗi kinh hoàng mang tên là hoa cải, với hàng loạt vụ sát hại người khác hay là cố ý gây thương tích. Súng bắn đạn hoa cải, nguyên dạng dài 70-80cm, dùng để bắn đạn mạt sắt, đạn chì hoặc là những viên bi sắt nhỏ. Khi bắn thì đạn trong nòng súng bung thành những vòng lửa giống như chùm hoa cải, nên giới giang hồ đặt tên là súng hoa cải, hay còn được gọi với cái tên khác đó là súng bắn đạn ghém. Do chiều dài của súng bất tiện, dân gian hồ thường cưa nòng súng chỉ còn 30-40cm cho dễ cất giấu và tiện gây án. Khi mà chùm đạn được bắn ra cũng giúp khả năng bắn trúng mục tiêu cao hơn, do đó các đối tượng sử dụng cũng không cần nhiều kỹ năng để thực hiện. Khi bị bắn trên cơ thể nạn nhân sẽ có nhiều vị trí để lại vết thương, cũng vì thế mà tỷ lệ nạn nhân bị nhiễm trùng và thường là nhiễm trùng rất là nặng. Những ca chữa trị này trên thực tế khá là phức tạp và nhiều trường hợp thì tử vong tại chỗ. 4. Đặc sản ẩm thực bánh đa cua. Để trở thành một trong những món ăn đặc sản Hải Phòng thì bánh đa cua ở đây cũng phải mang một hương vị tuyệt vời. Nước dùng đậm đà, đậm hương thơm, vị béo ngậy từ gạch cua cùng sở bánh đa dai dai mang hương vị đặc trưng của vùng đất Hải Phòng mà khó một nơi nào có được. Khi thưởng thức bánh đa cua, bạn có thể ăn kèm với chả giò chiên giòn, thịt sườn, chân giò, riêu gạch cua, đậu phụ hay chả lá lốt. Tất cả được kết hợp một cách đầy tuyệt vời. Và anh em còn có một món nữa rất đặc trưng, đó chính là bánh mì que. Chỉ khi thưởng thức chiếc bánh này tại Hải Phòng, bạn mới cảm nhận được chiếc bánh được trộn bột ở tỷ lệ vừa phải và cách nướng khéo léo,
làm nên chiếc bánh thơm ngon đặc biệt. Cái điều làm nên thương hiệu đặc sản Hải Phòng thì chính là sự kết hợp tương ớt Chí Trương gia truyền sẽ mang hương vị đặc trưng nơi đây. Ngôi làng nói kệ là sẽ ăn đòn. Tại Kiến Thụy Hải Phòng, một vùng quê kỳ lạ mà khách ở xa đến không hiểu sẽ bị tác động vật lý một cách oan uổng. Cũng nhiều người bỡ ngỡ trong khi mọi người đang cười đùa trêu nhau thì bỗng dưng lại bị chửi tè tát, thậm chí là còn bị dọa đánh khi mà nói đến từ kệ. Tìm hiểu ra thì mới biết, không riêng gì là vợ chồng hay người thân trong nhà mà hầu hết người dân ở xã Đại Hà đều kiêng, không một ai nói từ kệ hết. Trong câu nói, đặc biệt là xã giao với nhau, từ kệ là từ bị cấm dùng theo quy ước chung của cả vùng. Khi mà nói kệ được hiểu là thô tục, chửi thề và mí khinh miệt. Vì vậy ai mà lỡ miệng nói kệ là ngay lập tức bị người kia mắng: cái thằng này láo, mày dám chửi tao đấy à? Nếu mà người kia không xin lỗi ngay là sẽ xảy ra cãi nhau, có khi lao vào tẩn nhau luôn. Các cụ trong vùng kể lại rằng, sở dĩ mà cái từ kệ bị kiêng kỵ không dùng là do liên quan đến tên của cụ thủy tổ vùng này. Đây được xem là thành hoàng, người đã khai hoàng để lập ra cả vùng. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là truyền miệng dân gian, chứ không hề có sự sách nào chép lại. Nhiều người bỏ công sức đi tìm kiếm nguồn gốc để giải thích cho tục kiêng kỵ không nói từ kệ, nhưng mà vẫn chưa tìm ra. Hai ngôi chùa hóa giải. Đức ông chùa Ta, Đức bà chùa Cồn là câu nói nổi tiếng khi nói về sự linh thiêng của hai ngôi chùa hòa giải ở xã Đoàn Xá và xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sở dĩ như vậy là bởi vì mỗi khi ai trong làng có chuyện cãi nhau lớn nhỏ gì mà không thể nào giảng hòa được thì đều kéo nhau lên chùa để chứng minh cho sự trong sạch, ngay thẳng của mình. Thế nhưng mà mới bước đến cổng chùa thôi thì sự cãi cọ được hòa giải, hai bên sẽ làm hòa và ai về nhà đấy. Được biết là người dân chưa thấy một trường hợp nào phải vào đến trong chùa mà thề thốt cả. Đặc biệt là những cái vụ oan án điển hình xảy ra trong cuộc sống của bà con lối xóm, người trong gia đình, từ những chuyện như mất con gà con chó hay đồ dùng sinh hoạt, nhà nọ đổ vạ nhà kia nhưng mà không có bằng chứng. Thế là họ mới mua vàng hương rồi cùng nhau lên chùa thề bồi để tỏ rõ sự trong sạch. Kết quả là mới đặt chân tới cổng chùa thôi là hai gia đình tự nhiên lại vui vẻ làm hòa, lại giao hảo như chưa từng có chuyện xích mích xảy ra. Khá là kỳ lạ đúng không? Lời đồn ma ám trong ngôi nhà có 10 người điền. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân trong con ngõ 239 trên đường Đà Nẵng ở Hải Phòng vẫn cảm thấy rờn rợn bởi cái sự bí ẩn cùng nỗi sợ hãi mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà ma ám vào ban đêm. Được biết là ngôi nhà ma này được nhiều thầy địa lý, thầy cúng, thầy phong thủy hay là thiền sư có tiếng tìm đến để trấn yểm, rồi cũng sẽ phải bỏ của chạy lấy người vì lực bất tòng tâm. Đỉnh điểm nhất là khi những người sống trong ngôi nhà ma, từng người một cứ thế phát điên một cách đầy đáng sợ. Người dân kể lại rằng trong 10 người con của chủ nhà, có 3 người đã bị thất lạc, 4 người được cơ quan nhà nước đưa đi chữa trị ở trung tâm dưới Vĩnh Bảo. Trong đó thì có một người là Nguyễn Văn Tê đã chết được 4 năm vì uống nước nhà vệ sinh. Một người con trai của bà tên là Hát hiện đang đi làm trong miền Nam. Giờ trong nhà chỉ còn bà và con gái út tên là Bích. Hai người con sau cùng thì tuy không được đi chữa trị nhưng hàng tháng vẫn phải dùng thuốc vì bị mắc bệnh thần kinh phân liệt. 8. Sư thầy bắt ma kỳ lạ nhất hành tinh. Thượng tọa Thích Quảng Tùng nổi tiếng đất cảng từ cả chục năm nay với công việc là bắt ma kỳ quái của mình. Cụ thể là khi thầy bắt ma, không ai được trình bày gì hết, mà có trình bày thì ông cũng không nghe, không trả lời, không bắt chuyện. Quá trình này diễn ra như sau. Bệnh nhân ngồi xuống ghế, Thượng tọa Thích Quảng Tùng đặt tay trái lên đỉnh đầu, tay phải quay con lắc nhanh dần rồi tít mù trên mặt trước hộp bát giác. Bệnh nhân không cần nhắm mắt, cũng chẳng cần về tư thế tọa thiền, cứ thả lỏng cơ thể và tỉnh táo bình thường. Sau vài giây áp tay lên đỉnh đầu và quay con lắc, Thượng tọa dừng lại bảo ra ngoài, thì người đó liền đứng dậy đi luôn mà không cần phải giải thích. Điều đó có nghĩa là người này hoàn toàn bình thường, không có ma quỷ, phong viết gì ở trong người. Nếu sau khi Thượng tọa áp tay lên đỉnh đầu rồi áp tay vào gáy, lưng, thì có nghĩa là người này đã có vấn đề. Trong quá trình thăm khám thì khuôn mặt các bệnh nhân đều lộ rõ vẻ sợ hãi và cảm giác giống nhau. Đó là như con lươn trườn từ bụng qua họng rồi ra đằng miệng. Không chỉ bắt ma cho những người trực tiếp đến mà Thượng tọa Thích Quảng Tùng thậm chí còn bắt ma qua ảnh. Ông đặt tấm ảnh trên mặt bàn, một tay áp vào ảnh, một tay quay con lắc. Thầy kiểm tra cũng rất là nhanh, chỉ vài giây là xong một trường hợp. Đúng kiểu việc nhẹ lưng cao, nhưng mà chắc chắn là không phải ai cũng làm được nha. Và nếu những cái điều thú vị về thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam ta luôn thu được bạn, kính mời anh em cùng đón xem tiếp.
Top 8 điều độc lạ và kỳ bí chỉ có tại đất Huế đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.